Số về trời radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của số về trời radio. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất. Xin hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay em hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc âm ly với mức giá vô cùng hợp lý. Một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Maran Nhật Bản, Maran Model 1180. Đây là một trong những dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Maran được design bởi những kỹ sư người Mỹ và được lắp ráp sản xuất tại Nhật Bản. Và chiếc âm ly này ngoài thể hiện tốt những dòng loa Nhật thì nó cũng thể hiện rất tốt những dòng loa Mỹ như là JBL Infinity, thì nó khai thác chất lượng thanh rất là tốt. Chiếc âm ly ngày hôm nay Maran Model 1180 với mức giá em cũng xin báo tới quý vị và bạn một mức giá vô cùng hợp lý, chỉ 8 triệu đồng quý vị và bạn sở hữu chiếc âm ly Maran Model 1180, một mức giá rất rẻ cho một chiếc âm ly sử dụng 8 sò sắt công suất. Chiếc âm ly này có trọng lượng là 15 kg, ra đời vào khoảng năm 1978 đến 1980, và chiếc âm ly này có kích thước là 41,6 cm, không tính vỏ gỗ, chiều sâu là 32,8 cm và chiều cao là 14,6 cm. Và khi quý vị và bạn lắp vỏ gỗ vào, kích thước bề ngang của em nó là 47,5 cm, chiều cao là 18,5 cm và chiều sâu là 35 cm. Chiếc âm ly này sử dụng nguồn điện 100V và nó cho công suất ra loa là 90W cộng 90W trên một kênh 8 ohm, và chơi được như em đã giới thiệu lúc nãy, chơi được rất nhiều dòng loa, đặc biệt là các dòng loa Nhật Mỹ thì em nó thể hiện vô cùng tốt. Chiếc âm ly ngày hôm nay hình thức về tại Việt Trà Audio thì nó có cũ theo thời gian, tuy nhiên tất cả tính năng hoặc hoạt động đều hoàn hảo, ruột gan của em nó nguyên bản để phục vụ quý vị và bạn. Và đây là một trong những chiếc âm ly có mức giá vô cùng hợp lý để quý vị và bạn có thể chơi và trải nghiệm, cũng như là biếu tặng thì nó khai thác được rất nhiều dòng loa khó tính vì nó sử dụng đến 8 sò công suất là sò sắt, vì vậy cho chất lượng thanh khá là khỏe, uy lực. Và quý vị và bạn có thể quan sát em nó có thể điều chỉnh bát, mid, chép, một trong những cái tính năng mà có rất nhiều âm ly, thậm chí những âm ly cùng thời điểm đó có giá trị cao gấp đôi hoặc gấp ba giá tiền cũng không điều chỉnh được âm thanh của mid, thì chiếc âm ly này nó đã cho phép chúng ta điều chỉnh bát, mid, chép. Và ngoài ra nó có rất nhiều đường vào, hoặc là nó chơi được hai cặp loa 1 và 2, và nhiều tính năng để quý vị và bạn có thể chơi và trải nghiệm. Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio thì mời anh em liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tên biển, hoặc có thể trực tiếp qua shop em trải nghiệm. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.